Đây là hang yến nha anh em, đây là hang yến, anh em cùng tham khảo nha. Hang yến rất là nhiều luôn anh em, hang yến tự nhiên đó, ở ngoài biển khơi anh em, đó thấy không anh em, thấy không, quá đã rồi anh em ơi, quá là đã rồi. Vô bên trong quá, cái này vô bên trong mà thấy không, ở tổ trong bắp luôn. Ôi, anh em tham khảo ha.